우리 분자기 뭐 하여? 화장품. 화장품이 아니죠. 우리 자기 화장하고 있어요라고 해야죠. 화장? 메이크업 하고 있어요. 저희가 카메라로 찍은 건 아니고 핸드폰으로 찍어요. 오랜만에 셔츠 하고 팬츠. 그럼 갈까? 갑시다. 그럼 뿅 할까? 뿅? 뿅. 하나 둘 셋. 뿅. 뿅. 도착했습니다. 여기는 띵콤. 다낭에서 제일 큰 백화점입니다. 아, 아마도? 다낭에서 제일 큰. 안녕하세요. 우리 이마 보죠. 잠깐만 이제. 몰라, 그냥. Hello. Hôm nay tụi mình đi hơi vội cho nên là đã quên mang khẩu trang. Lúc nữa thì lên đọc phim thì mình sẽ hỏi thử là có khẩu trang không thì nhất. Thì mình chắc là phải đi mua. Không nghe chỗ. Nó tăng chứ không? 사람들이 없는 것 같아. 나는 이 영화예요. 되게 낯익죠? 라미란이 나온 영화거든요. 딱 봐도 재밌을 것 같아서 그 생일 쿠폰을 받아가지고 팝콘이랑 콜라는 공짜인 것 같아. 얼마예요, 자기야? 직원들도 몇 명 없네요. 원래 사람들이 엄청 많은데. Hello, hello, xin chào mọi người. Tụi mình đã mua vé. Tôi mua đi một tập. Mà tụi mình đã ăn gần hết bắp nước rồi nè. Đây là cái bắp nước mà tụi mình đã được ly đã được tặng trong tháng 6 sinh nhật mà từ cái hồi tháng 3 mà nó vẫn còn bảo lưu tới ngày hôm nay luôn á, nghĩa là từ tháng 3 là nó đã đóng cửa bởi vì virus rồi, cho nên là hôm nay mình mới nhận được quà sinh nhật. Thì tụi mình hôm nay đang xem phim gì ta, cái gì Nữ Hoàng Nói Dối à, là phim Hàn thì có vẻ khá là hài hước á, cũng đã lâu lắm rồi thì tụi mình không có đi xem phim á. Lần cuối cùng mà đi xem phim là Mắt Biếc Majimang Thù Đi Dọc. Majimang Majimang của Bồn Nhung hả bạn? Cứ còn tết. À, 진짜 재밌다. 그래? 누가 제일 좋아? 막배 재밌지. 여기서 지금 오빠가 본 영화가 그 누가가 제일 좋아? 세계 아니다. 막배 다음 본 영화 있다. 너 후회 비디오. 후회 영화. 그 어떤 여자가 후회 가서 메리 하는 거 있잖아. 아. 그것도 봤지. 아. 팀 cái gì trái già lắm kêu ba nữa của Linh có nên Linh Lan Ngọc. Ờ. Cái đó cũng coi rồi. Nói chung là tụi mình cũng đã coi khá khá là phim á. I understand the Vietnamese culture and the blah blah. Mà mình là toàn bắt ổng đi xem phim Việt Nam để kiểu như là có thể biết thêm về văn hóa Việt Nam. 하지만 두 영화 다 Huế. Hai phim mà đều có liên quan tới Huế, nên ổng cũng rất là thích Huế luôn. Bạn nào có đạo ở Huế không? 하지만 여자친구만. 아니다. Hey, 너는 stand up 해봐. Stand up. 오. 왜 대박? Mình sẽ vào coi phim. 야, 가자. 야. Look so gay. 아, 진짜. 미치겠다. 우리 몇 번이에요? 네 번. 4번? 4번. 오늘 mua vé slipper để ngồi cho nó thoải mái á. Thật sự là khi mà mình xem phim mình có thể nó ngồi im một chỗ được, mình phải bên này mình quay của bên kia. À, sợ. Và bây giờ thì tụi mình đã vào đầu và mình sẽ cắt video lại nha. Ê, hẹn gặp lại các bạn. 2 hours later. 영화 다 봤어요. 영화가 기대를 많이 안 해서 그런지 저는 좀 재밌게 봤어요. 그래서 영화는 여기까지 끝났고 생각보다 재밌었어요. 자기 왜 어디? 와, 자기 키 커 보인다.
자기야, 우리 책 좀 잠깐 볼까? 너 책 좀 잠깐 볼까요? 어. 아니, 여기. 너 코리안 북 좀 있나? 여기가 베트남의 서적이에요, 서적. 여기는 따로 한국 책은 없는 것 같아. 번역 책 같은 거 있으면 보여주고 싶다. 왜 우리 공주? 예뻐? 어, 예뻐. 야, 우리 걸어가. 15분. 그래? 오, 너 걸어가? 네 걸어갈 수 있겠어? 그 신발 그거 신고? 별로. 아 진짜 이거 진짜 예쁜데. 어 보이지? 아 파란 거 좀 괜찮아. 파란 거 입어봐. 어 피부 돼 피부. 자기야 이거 하나 나 이거 이렇게 입으면 안 돼? 어? 우리 커플 입으면 안 돼? 이거 뭐가 커플야? 이거가 공주. 자기야 이거 공주고 얘가 이 공주를 구하는 거야. 네. 야, 너 이거 진짜 좋다. 이거가 진짜 너 릴리 페이머스 게임이야. 자기야, 우리 이거 커플티 안 돼? 응, 싫어. 이거 빨리 입어해. 하나, 둘, 셋. 이게 뭐고 좀 괜찮네? 아니, 이게 라이트 있으니까. 어. 이거랑 자기 커플로 하면 안 돼? 알았어. 그럼 나 SI 살게. 그거 왜 마음에 안 들어? 응? 응? Nope. 절대 안 돼. 가. 가자. 오. 공주? 어, 그리고 여기가 마리오. 오빠가 리를 구하러 가는 거야. 알았어. 스킨케어 của tôi mình đi ngủ thì hôm nay Ly muốn kiểu mình skincare tối giản thôi, bởi vì mấy hôm nay thì mình theo như mọi người biết là mình dùng tretinoin và treatment cho da khá là nặng á, dùng cái tẩy tế bào chết bằng axit này kia thì lâu lâu sẽ có một ngày cho da nó nghỉ ngơi. Thì hôm nay Ly sẽ tập trung làm sạch sâu, skincare đơn giản nhất có thể. Thì bây giờ Ly sẽ bắt đầu với cái bước rửa mặt trước. Bởi vì Ly không có makeup nên là Ly sẽ sử dụng sữa rửa mặt cùng với máy rửa mặt thôi. Thì hôm nay Ly sẽ sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt của nhà GGG. Thôi mình đọc là GGG cho nó thuần Việt ha. Thì Ly cũng đã sử dụng được cái sản phẩm sữa rửa mặt của GGG này được hơn 1 tháng rồi và Ly rất thích luôn. Đây có lẽ là một trong những cái sữa rửa mặt mà thích nhất mà Ly từng sử dụng qua. Mình chỉ cần bôi một lớp lên cái mặt khô như vậy thôi thì một chút nữa nó sẽ sủi bọt. Bởi vì là cái cơ chế sủi bọt trên da cho nên nó sẽ làm sạch được rất là sâu. Ở trong này còn có thêm cái thành phần gọi là đất sét mà xay nhuyễn đó mọi người. Thì nó sẽ giúp là thấm hút những cái dầu thừa ở trên khuôn mặt mình cũng như là giảm thiểu mụn đầu đen. Đó, chơi mà thấy nó đã sủi bọt rồi. Giờ mình sẽ ấn nước rồi massage nha. Nó ghi là pore detox, có nghĩa là nó sẽ detox cái lỗ ở chân lông của bạn. Đó, thải độc cho da. Thật ra thì da nó không thải độc được nhưng mà mình sẽ có cảm giác là da nó như vậy. Cảm giác là bao nhiêu cái độc tố ở trong nó sẽ được đẩy ra hết. Mình sẽ dùng máy rửa mặt luôn.
Cái rửa mặt này rất là thích hợp cho các bạn da 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 hậu mụn á. Nhưng mà các bạn da hợp với da khô thì cũng yên tâm sử dụng, bởi vì nó không có quá là khô, nó rất là dịu nhẹ mà nó vẫn làm sạch rất là sâu. Bước rửa mặt cũng là một bước rất là quan trọng để ngăn ngừa cái mụn đầu đen cũng như là cái chân lông to. Dạo này như vậy chờ tới tối buổi đêm xong rồi xài cái rửa mặt xong thích dã man. Thì mọi người có thể thấy nè, cái lỗ chân lông sạch bách luôn. Nói chung là hãy mua về để trải nghiệm thử cái sản phẩm này cũng rất là thần thánh luôn á. Bây giờ mình sẽ đi vào trong skin care ha. Thì sau khi rửa mặt xong thì bây giờ Ly sẽ dưỡng nha. Hôm nay thì Ly sẽ dưỡng đơn giản thôi, thì như lúc nãy Ly nói với các bạn thì trong một tuần thì có một hai ngày Ly sẽ tối giản nhất có thể những cái bước dưỡng của mình. Thì hôm nay Ly sẽ sử dụng toner và sử dụng serum thôi là đủ rồi. Ly cũng không sử dụng dưỡng ẩm luôn, bởi vì Ly thấy như vậy là đủ rồi. Thì Ly sẽ sử dụng cái toner của Kia nha. Bình thường Ly không có dùng toner mất tiền đâu, nhưng mà do cái Kia hôm bữa nó có sale cho nên là Ly vật về một chai. Và cái mùi nó cũng rất là dễ chịu, sảng khoái nữa, kiểu mùi hoa cúc thảo mộc á. Nhưng mà cái mùi này khá là đắt tiền nữa. Rồi ok, bây giờ sẽ tới một cái bước mà Ly rất là thích. Hôm nay là Ly sẽ sử dụng cái serum cũng của nhà GGG luôn. Cái serum này tên là Wonder Glow Healing Serum. Thì nó kiểu là nó sẽ thư giãn cho mình. Thì đó, y như cái mục đích mà hôm nay Lê muốn dùng luôn, là kiểu Lê muốn thư giãn đó, Lê muốn tối giản nhất các bước có thể nhưng mà vẫn cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da. Trong này thì nó có tinh chất 2% là có tinh chất từ nghệ. Cái nghệ nó hiếm khi mà có mặt ở trong serum lip, nhưng mà nó có ưu điểm là nó giúp kháng khuẩn cho da, nó làm cho nền da của mình sáng hơn cũng như là khỏe hơn. Ngoài ra ở trong này còn có vitamin C nhưng mà nồng độ không đáng kể, cũng giúp làm sáng da của mình. Và cái chủ chốt để mà cho nó dưỡng ẩm vượt trội đó là có thành phần hyaluronic acid HA đó. Nó giúp hút nước và duy trì cái độ ẩm cho làn da của mình. Cho nên là chỉ cần sử dụng một cái serum này thì Ly cũng đã cảm thấy là da mình đủ ẩm và căng rồi. Khi mà rờ vô thì mình sẽ thấy được cái độ đàn hồi của da. Và bước dưỡng cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là dưỡng môi bằng sản phẩm dưỡng quen thuộc Elizabeth Arden. Mọi người chắc là đã quá nhẵn mặt với cái sản phẩm này. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay và mình chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.